Hey yo anh Phát ơi, tôi hỏi thăm tí tình hình ở đây cái. Anh Phát ơi. Đây đây đây. À tay chân quá. Tôi hỏi thăm tí tình hình ngày hôm nay có bao nhiêu bạn người mới đến đây nhỉ? Tôi biết đâu tôi mới mở hàng anh ạ. Thế có bạn nào xinh xinh không mới không? Không, chưa gặp ai cả. Ô kìa, cái anh này phế thế. Ok, anh này bảo tôi phế giờ tôi mới mở hàng mà. À thế à, thế thôi. Chúc anh ngày làm việc bán được đắt hàng nhé. Vâng thì anh quay không ủng hộ anh chúc thế là võ mà Đấy, ủng hộ đi cho một đá vào đi. đấy đấy 200 đô anh ơi. Tôi cầm đá bảo toàn đi cho, tôi có uống bao giờ đâu. Cảm ơn anh nhá. Thử đi mình nghiện đấy, thử đi thử đi, nghiện à, ngon lắm ạ. rồi buốt dài à, nhầm buốt não lắm, nhầm nhầm buốt não buốt não. À chào đồng chí nhá, Chào đồng chí ạ. đồng chí vào đây tôi hỏi cái này. Vâng. Đồng chí tên gì đấy? Em là bác sĩ mới tới, em tên là Ginzy nè. Tên là gì? Ginzy. Ginzy à? Là Lưu ấy. Đây là Lưu đúng nhỉ? Không, đây là bạn này tên là Humi, bạn này cũng mới luôn ạ. Ui trời, chết rồi, bọn mẹ giống mới mấy thằng này mới, tóc tai giống nhau. Thế ok, thằng Genji đâu rồi? Tán anh chứ ai, anh đúng ế bằng thực lực rồi mặt à, cười. có cần Cảm ơn em nhé. Cảm ơn Gnao nhé, Gnao28 cũng phải tên giống kiểu Gna nhỉ. Cảm ơn Thúy em nhé. Alo, nghe không? Alo, dạ em nghe ạ. Giới thiệu với các em nhá, anh là Napoleon nhá, đồn phó của sở cảnh sát thành phố Mixi nhá. Ui dạ vâng em xin Chức chào vụ đồng anh là chí. to nhất cái thành phố rồi đấy. Anh không ạ? Em Anh tưởng không ạ? cảnh sát trưởng Anh không mới ạ? là to nhất chứ ạ. Cảnh sát Có trưởng tuổi gì thì em? chứ ạ. Cảnh sát trưởng nó chỉ là bù nhìn thôi, anh mới là toàn quyền, em hiểu không? Dạ vâng em. Ừ đấy, thế bây giờ là có chuyện gì nhá, cần cái gì Thế nhá? để em đi hỏi giùm anh nha. Ừ em cứ Để hỏi em đi thoải hỏi mái, thử nhé. em Thế hỏi thoải mái nhá. anh cho em xin contact được không? À đơn giản, đấy, chia sẻ danh bạ cho các em. Vâng, xin có ạ. gì Đấy. Có gì mà ai bắt nạt em giơ danh bạ phát người ta sợ liền. Đúng rồi, cần nữa thì em chuyển sang cái đàm là bọn anh dùng đàm 1, bọn em dùng đàm 7 đúng không? Dạ vâng. Chuyển đàm sang alo, anh Khôi ơi, có thằng bắt nạt em. 5 phút sau À có mặt, không nói nhiều. Uầy, nó là uy tín luôn à anh. Nó là uy tín, tao bảo cái đồn cảnh sát này anh là cái thằng giúp đỡ dân nhiều nhất, hiểu không? Dạ vâng, dạ Mà vâng. tao không nhận phong bì nhá, chúng mày đừng có đút lót đút lủng nhá, tao nói trước đấy. À dạ Đó, vâng, đừng để em tao bực cũng mình không. nhá. Mấy cái tội đấy là tội tham nhũng, tham ô hối lộ đấy, nhớ chưa? Thế anh có nhận tài khoản ngân hàng không? Không là không, ở cái thằng này tao đùa với mày đấy à. Có Em kiểu cũng được từ cấp trên chỉ đạo là nhận chứ không đưa anh. Là ông nào, ông Chí Phèo hay ông nào? Hay là ông Long Cỏ? Hay là thằng nào? À. Không, em đùa rồi. Mà anh họp ngay toàn thành phố, anh đuổi việc hết đấy. Đâu mấy thằng nào chỉ đạo, đuổi hết. Thế nhá. Vâng. À, cho anh hỏi là thế có bạn nữ nào mới không hay toàn nam nhé? À, có bạn nữ mới anh ơi. Bọn em ba bọn em tốt nghiệp chung đại học, thế là cùng nhau thực tập ở đây luôn. Ui giời, tốt nghiệp đại học gì đấy? À, đại học Y thành phố Mixi anh ạ. Ui, dị thật, các em đúng là những tài năng của đất nước. Đấy, thằng này học nó bạc cả tóc rồi giống anh. Thế thì thế bạn nữ tên gì đấy? Bạn nữ cái đấy anh tự hỏi đi cho nó. Ok thì cho anh biết trước một cái, anh tí anh làm màu không? Chẳng may bạn đến anh bảo anh quan tâm thì anh biết bạn tên gì. Bạn ý tên là Nana anh Nana. ạ. Đúng Dạ vậy. Ồ, Nana là trực giờ nào ấy Nana Nana hình như trực giờ sáng cái nè, dạ, 12 trực giờ cho tới 12 14 14 giờ. Thế thì chịu, chả bao giờ gặp. Thế Nana là sinh năm bao nhiêu đấy? Bọn em bằng tuổi nhau anh ạ. Năm nay bọn em vừa tốt nghiệp ra thì anh đoán đi. 2000 à? Ok, 2007 học được bác Em sĩ anh. Đùa anh 99 à? đấy. Em có nhà hoàn cảnh nên tốt nghiệp hơi muộn, em 95 anh ạ. Úi rồi. Thế sao bằng tuổi nhau hết 95 hết à? À không anh ơi, em Ok. 95 nhưng mà bạn bên cạnh là 2 cấp 3 anh. 2 cấp 3. Ok, sao lại 2 Ok. cấp 3? Hai em Tây 2 cấp 3 anh ạ. Ok, thế thằng này ký ngược phát à? Thế thằng này 95 này, thằng này 2K3 này, thế con bé Không Nana anh là bao ơi, nhiêu? em 2K1 anh ơi. À lại 2K1 à? Bài này không biết gì hết. Chúng mày học cùng lớp kiểu gì Chơi cùng nhau tốt nghiệp bao lâu rồi? Thì em thì cứ phải khai gian tuổi anh chứ, học cùng mà mấy bạn 2K mấy thì em 95 thì ngại lắm. Thằng này, này mang tiếng này, bạn học cùng lớp mà không biết tuổi bạn, không chăm lo cho bạn này. Thế bên đây là giờ trực các em nha, là từ mấy giờ mấy giờ? Bây giờ là giờ trực của Humi nè, em em sẽ trực phụ thôi. Humi là ai? Là đây em là ạ. bạn này Humi, còn đây là Kenji.
Ginzy này. Ginzy. Gin. Dạ dạ. Xong lấy một cái tên thì nó thuần Việt hơn một tí thì mọi người dễ đọc không? Tại tại em đi học rồi đó. Em hơn hơn năm nay rồi thế là em cũng bị quen mồm đấy. Humi và Genji đúng chưa? Gin đây này, Gin. Gin. Ui giời. Trời ơi, tuổi. Em nói dành 3 lần rồi. Tên với tuổi như thôi. Thế chắc là nó tóc anh bạc đấy anh ạ. Ừ, anh chỉ nhớ kém. Hơi già rồi đấy. Không phải em, anh cầm cái sổ ở Nam Tào ở thành phố anh nhớ hết tên mà. Thế thằng nào à? Mà cứ sai tên, anh gạch tên cái ra khỏi thành phố luôn mà. À, thế, thế anh tên có quá. Cần sử dụng thuốc bổ trợ gì không anh? À thôi anh không cần, anh có rồi hôm trước anh vừa sang bên này anh xin rồi nha, cái quan trọng với em biết hả? Công việc này tập trung vào công việc nhá, cố gắng đưa chúng ta trở thành thành phố là vững mạnh nhất nhá. Dạ vâng, yên tâm anh. Rồi. Em yêu nghề lắm anh ạ. Dạ chứ là tí. Có cái mõm rồi chứ có cái gì đâu mà. Thế, hôm nay anh có qua thăm khám sức khỏe luôn không anh? À thôi không, anh một một tên luôn. Thôi 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 được rồi, cảm ơn các em, anh qua anh tìm hiểu xem là bệnh viện có thêm ai không các thứ mà sắp tới thì cảnh sát anh có thêm nhiều tân binh. Vâng. Thì có gì nếu mà các bạn ấy không hiểu như nào đấy thì mong là bọn em hỗ trợ. À dạ vâng. Mấy anh em trong nhà nước thì cũng phổ biến là cùng hội cùng thuyền hết mà anh, nên là hỗ trợ nhau là chính. Ok nhá, chào các em nhá, anh đi làm đây. Dạ vâng, chào các đồng chí nhá. Dạ vâng. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Anh. Thằng này thằng nào đây? Huy, bạn thế. À, anh Huy Chọc à? À. Chào anh. Chào đồng chí nhá. Mua về cho chúng nó làm ăn. Ờ được em ơi, nhưng mà bạn mặc cái bộ đồ trông quê vãi thề. Tí tôi thay bộ khác được không? Tí tôi mặc bộ khác được không? Em treo lên rồi đấy. Ok, tôi thấy bộ đen này đang đẹp. Con này tên là Statue, Statue nha anh. Em gái tóc hồng ơi. Rồi, ra ra đây nhờ tí, ra đây nhờ tí. Này, em nhìn cái bộ của anh ấy với cái bộ màu nâu cứt này thì em thấy màu đẹp hơn. Anh cứ bị trắng trắng. Gì đâu cứt? Tóc cứt thôi nào. Bộ này nhìn nó lịch sự hơn anh. Em dài các thứ. Em nghĩ là bộ màu đen đẹp hơn. Đúng vậy. Có chứ. Nhưng mà anh biết tại sao không? Tại vì nó là vì cái nhan sắc ấy. Ôi trời. Trời ơi, đã tóc hồng xinh gái lại còn ui bị ngất rồi. Ngất vì nhan sắc của anh đúng không? Tôi dậy đi, anh có điện thoại rồi. Dông sư. Không mày kiểu gì. Anh Khôi à? Dạ tôi đây. Vâng, anh đi làm đây anh. Tôi đi làm rồi chứ, anh giờ này mấy giờ rồi phải trực chứ. À dạ. Công lên việc xuống anh. Đang định hỏi xem dạo này có chuyên án gì không? Để bảo tôi đang ở gara ấy. Thế ấy quá ơi. Ngày nào cũng hỏi các chuyên án thì tôi sang tôi nói chuyện phiếm với anh nhá. Thôi thì anh ra quán trà đá đây, tôi đang ngồi quán trà đá. Không được, anh đang giờ trực tôi ngồi đấy thì người ta lại đánh giá tôi. Ngồi đâu? Thôi tôi ra tôi qua bên gara anh ngồi. Gara thì ở để tôi về. Ok ok nha. Rồi. Chào anh Đức Anh nhá. Chào anh Đức Anh. Mấy giờ anh về đây mà hôm nay đi làm muộn này. À đâu, tôi xem hết đá bóng rồi tôi về mà anh. Rồi, sang xem đá bóng hay xem bóng? Thì xem đá bóng anh. Rồi, anh cái hàm chơi. Hàm đâu anh, chúng tôi toàn làm với tôi có chơi đâu. Ờ thế... Dạo này không có việc gì à? Ờ thế anh không được một cái lời mời tôi vào trong này ngồi cho tử tế, anh bắt tôi đứng ngoài này nói chuyện thế nhỉ? Đứng ngoài thoáng, quả trong bí lắm, toàn mùi dầu nhất các thứ. Ôi anh rồi. Muốn vào trong ấy, đi, vào trong. Vào trong thôi. Thế cái phòng khách này bọn anh không lau rửa gì à mà để cho nó mùi dầu mỡ thế? Thì công ty sửa xe thì anh cái này phải chịu thôi. À chào sếp. À úi trời ơi, giám đốc này đi sửa xe gì? Ok, anh ngồi lên ghế à? Tôi nhầm. À, trông nó điệu hẳn lên đấy đúng rồi. Ui giời, đấy ngồi đây chúng ta nói chuyện đúng không? Lâu lắm rồi anh em mình không có những cái buổi nói chuyện, chỉ toàn gặp nhau ở đồn nữa nó cũng buồn. Tôi gặp anh ở đồn bao giờ? Ok, hôm qua anh vừa gặp nhau xong anh thế nào đây? Hôm qua đấy là tự dưng bị dí đi ngồi cạnh mạ tả mất oan nghìn rưỡi. À, thế thế anh cái vụ bán vàng chia tiền vàng đi anh. Bán vàng nào nhở? Hôm qua tôi bị đâm xe anh cũng biết rồi đúng không? Đúng không? Tôi chả nhớ gì cả. Cái thế thôi nhá, hôm nay là buổi cuối gọi điện cho tôi nhá, tôi xóa số anh này. Ơi, thì tôi đang chưa có tiền. Thế thì anh phải nói là anh chưa có tiền chứ anh lại mất trí nhớ thế. Ơi đang nói chuyện cái gì? Rồi đấy xong câu chuyện đấy rồi đấy, đến bông mai đây. Ơi, thế phải đợi người ta nói hết câu chuyện đấy chứ. Ơ kìa.
Vâng, em xin lỗi. Thì sếp đang có con Audi không? Sếp bán lại không? Con đấy à, con đấy bán bây giờ tôi không bán. Tôi để tôi sưu tập rồi, tôi không bán. À, rồi sưu tập rồi. Khó bán lắm mày. Mày cứ nói thế nào mà sếp thiếu đéo tiền phải đi bán mấy con xe rẻ. Không, anh nói thế. Để cho một tuần mới thật bùng nổ, tôi chọn Yongkang để tiếp năng lượng. Được. Nhưng nhà hàng phun bàn mặt mếu. Ok. Quá đen thành ketamin. Ơi tôi đây. Sếp muốn làm ăn không? Làm ăn là như nào nào? Hùm vốn à? À? Nhưng mà không được. Tôi là cảnh sát mà tôi lại hùm vốn với anh thì cảnh sát trưởng cảnh sát trưởng chửi tôi đấy. Biết thế nhưng cảnh sát trưởng cũng chửi câu cơ, ý anh Khôi bảo là công ty bên nhà nước là anh không được hợp tác với người dân để làm bất cứ cái chuyện gì đấy. Đúng rồi. Thế mà em nghe hôm trước anh Khôi định cho ai vay 100k. À không, cho vay thôi xong người ta trả. Cho vay nó khác. Thế anh cho em vay 100k đi thôi. Nhưng mà vay của tôi là vay không lấy lãi. Tôi kiểu cho người ta mượn để làm ăn, tự kiếm gọi là cho người ta gỡ gạc thôi. Em làm ăn đấy, xếp cho em vay 100k đi. Bây giờ thì tôi lại hết rồi. Khi nào người ta giả tôi thật đã. Thật ra anh Khôi chỉ cần thơm tho, sạch sẽ là đã đờ si 9 điểm trong mắt phụ nữ rồi. Quá thơm tho. Còn đẹp trai và giàu mới đủ 91 điểm nữa anh Khôi à. Đủ mẹ cày tên à. Nhưng thật sự bây giờ nó cũng khó, anh hiểu không? Tại vì người ta vay, người ta có chí làm ăn các thứ để người ta cố gắng người ta trả lại tôi gần đấy tiền thôi. Mà người ta hứa là trong hôm nay người ta trả thôi. Em cũng thế mà, em cũng khác gì người ta đâu. Nhưng mà cho anh vay không biết anh định vay bao nhiêu ngày mới trả. Ôi giời, em lúc nào có nghĩa là lúc nào xếp đòi cũng được bởi vì không, thằng này nó vay nhanh giả lắm, lúc nào có nó giả. Thế à? Thế được rồi đấy, khi nào tôi có tiền thì tôi cho anh. Vâng, ok xếp nhá, xếp nhớ nhá. Ok. Trước em vừa mua rồi xếp còn theo hết đàn đét đấy. À đúng rồi, quên mất con David Beckham anh cứ thôi thế thôi, tôi không cho anh vay nữa. Ờ thì em mua cho sếp xong rồi sếp cho em vay nhá. Ờ thế được. Hợp lý không? Có qua có lại một tại tại lòng nhau. Tại à, sếp, sếp em bảo. Gì đây? Thành phố mình mới có 3-4 bạn nữ mới đấy. Vừa nghe rồi. Lúc chiều nó có bạn là Lala đúng không? Em xin được. Không biết cho bạn Nana thì hơi ít kiệm lời sếp ạ. Viết cho anh cái ID 11 1000 với hóa đơn. ID 11. Đây, em có số của tất cả các bạn ấy rồi mình, sếp ạ. Tưởng nó viết cho mình, phải xem lại ID. Đây, sếp ơi. Ừ. Từ em xem. Tên gì? Đây, có tên, có bạn Nana thì biết rồi là bác sĩ đúng không? Biết, sếp biết rồi. Đúng rồi, vừa gặp, à quên, vừa nói chuyện. Nhưng bạn Nana này hơi kiệm lời. Có bạn tên là Bún. Úi trời ơi, Bún gì? Bún cua. Bún cua rồi. Bún riêu. Thế thì đúng cua. Ê, trời. Đúng. Đúng gu của cảnh sát Lê Khôi rồi. Bún cua. Sếp, em nói chuyện bạn rồi, em ngồi nói chuyện nửa tiếng. Ừ, thế là bạn vào việc luôn. Không phải vào việc, ơ kìa. Em là doanh nhân thành đạt, em có người yêu khác rồi, em không quan tâm với. 1+1 bằng bao nhiêu Khôi ơi? Trả lời đúng đâu nét 100k. Dễ thế nhỉ, 1+1 = 2. Ui giời. Đồ thế mà cũng đồ. Một lớp nha. Một người để song hành cùng bạn ấy ở trong cái thành phố này sếp ạ. Nhưng mà mới vào thành phố mà để đi tìm bạn trai, như vậy bạn này là vào thành phố là có mục đích chứ không phải là vào làm công dân. Không, tôi khẳng định luôn. Với em thế này, bạn ấy bảo là bạn muốn làm một công dân gương mẫu không phạm luật gì trong thành phố này, bạn muốn kiếm một người tử tế, một người chín chắn. Bạn còn có thể làm trong nhà nước cũng được, thì em có đưa ra sắc chết đi thì em làm bên hỗ trợ các cư dân mới mà anh. Thì em có nhắc nói cho em đấy. Anh Khôi dỗi em à, muốn được dỗ không? Hay là vỗ mông dê dê? Bạn này khéo thế nhỉ? Các bạn nào, mình phải nghe giọng nói như nào đã. Anh Khôi là anh chưa gặp. Đúng rồi, phải gặp đã. Ok, thằng kia đang nói chuyện đi đâu rồi? Thế anh Đức Anh đã gặp bạn mới nào chưa? Chưa. 1+1 = 2. Khôi làm đếch gì có đôi mà trả lời đúng quên 100k đi. Không, chị nghe nhỏ tiếng mà. Tên à? Wow, chào nó, chào răng, nào bà ra ngoài vừa chào nó đánh rồi, bà xíu à. Thế là cái thằng hôm qua đấy thì anh, thằng rồi, ở trên thử gỗ đấy thì chịu luôn, hay không, nãy nghe giống chữ tin, giống tiếng giọng của Vũ lắm. Thôi, em mà chị đang suy nghĩ, Vũ làm gì có con nhà này ta, còn biết thế sao sai. Bạn này rồi, thế chứ là chị muốn là Vũ on, Vũ này bon đúng không? Bạn Nana đấy tạo gặp rồi. Thế là Vũ làm gì có con nhà này. Chữa chị cho tao à. Chữa cái bệnh gì đấy anh? Chữa chị. Chị cái gì mới được chứ? Buồn thế chị à? Là chị. Chị là chị. Chơi nè.
chữa trị. Tôi có bị bệnh chữa như là chứ. Ai đâu. Ừ, thì biết đâu được đây. Anh không nghe ăn bún đúng không? Ăn bún ngon chứ. Mời ăn vậy. Đấy, ăn ngon à? Thế, thế như nào thì tí em gọi. Nhưng mà bún là thỉnh thoảng phải ăn thôi, ăn cơm là chủ yếu. Chú chim cứ nhầm gu của anh Khôi mõm rồi gu của anh Khôi chỉ có thờ thờ ảo thảo trang thôi mọi người. Mày nói thế thằng đẹp nó giết tao đấy. Không được. Ôi chết rồi. Sao đây? Bạn ấy lại đỏ lòm rồi. Ôi giời, thế la la cũng đỏ à? Nana thì sợ lại trong giờ làm việc từ không, hết làm việc rồi 12 à đến 2 giờ chiều hết giờ làm việc. Để em gọi nhé. Gọi Lala hay đang ở đâu anh em qua trêu. À quên, anh em qua gặp nhau thì. Sợ bại lại kiệm lời, bại không nói gì, em nói bại không trả lời quê lắm. Ờ thì bảo lại của anh cảnh sát anh đang điều tra dân cư thì bạn chắc chắn là phải trả lời. Gala. Không, để hỏi ở đâu xong mình qua đấy mình mới hợp tình hợp lý chứ bảo qua gara thì Ok nha. Ờ nghe giống xếp qua nhá. Em đi kéo xe, xếp qua làm việc đi. Ok. Nếu mà anh không xếp phải cho em cái gì chứ? Mình ra ngoài làm điếu thuốc để nói chuyện cho đỡ ngột ngạt được không anh? Ờ đi. Đó. Mình trời là thời tiết anh cũng khá là đẹp mà. Anh Đức anh ơi. Ủa anh điếc hay sao? Điếc rồi. Ra làm bi thuốc nào ấy chứ. Chả rap hay bằng đen vâu, nhưng chả ai nói hay và ế bằng Khôi đâu. Mấy cái điếu cầy. Anh dạ. Quên mất chưa kịp thêm vào quán trà đá. Để tối tôi gửi cho A Tèo. Gara anh có làm cái điếu cầy không? Chắc là làm gara thôi, bộ cầy luôn. Kéo có sửa không ấy? Gara anh chính ra làm quán nước ở đây cũng được này, ngồi đây cũng được này. Anh Khôi nhầm rồi đép có ly cơ mặt cười. Úi trời, đép được nhiều lắm. Ừ, được mà. Nhưng mà quán nước ở đây tôi nói với anh nhiều ấy lắm, nhiều bất cập lắm, nhiều tệ nạn lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy đấy, như cái quán trà đá ở bệnh viện đấy. Quán nước là phải để góc này à, đấy. Góc đấy sâu quá anh ạ, nó không tiện. Sâu quá. Nó phải hay là để quán nước bên này anh ạ, anh Đức anh ạ. Ờ, ngồi bên kia cũng được nhá. Ngồi bên kia trông xe luôn. Và nó có mái che luôn anh, đỡ mưa. Ừ, hợp lý. Nhưng mà như thế thì lại cạnh tranh với cả thằng chú Minh Phát quá nhỉ. Hay là mình bảo nó, à mà ở đây xa, căn bản là ở đây là xa cái gara quá. Cái quán nước thu nhập chính là khi mà mọi người về cái giờ động đất ấy. Là mọi người về xong rồi mọi người cất ra xe. Uống trà đá. Cất xe ra uống trà đá. Đúng, mà đúng, quán nước đúng. Ở đây thì xa gara quá. Đúng rồi. Bất cập nhỉ. Thôi quán này uống nước vui thôi. Chứ thôi không, chỗ này không buôn bán. Chỗ này làm uống nước vui với lại ghi thần số học với lại cả cho người ta tổ chức e-sport thôi. Cái quán ở đây nước nôi là do bên anh Khôi tài trợ. Ơi sao lại bên tôi tài trợ là như nào anh? Cái này của bên anh mà, gara của anh chứ không phải gara cảnh sát đâu. Quán nước ở bên tôi nhưng mà nước nôi bánh trái là do anh tài trợ được chưa? Không, nó thế nó không hợp lý anh. Cái gì phải hợp tình hợp lý mà chứ. Ê, quá hợp tình hợp lý rồi còn gì anh. Tại sao mở gara của anh xong rồi các thứ lại do cảnh sát tại chợ sao mở cảnh sát luôn nhỉ? Thì tôi chắc chắn với anh một điều là bây giờ mà bọn tôi mở quán nước đây, anh là người ra đây hóng hớt đầu tiên. Sao anh có mặt đây à? Tại vì cái ở chỗ bệnh viện kia anh không tiện ngồi đấy đúng không? Ngồi trong góc này là anh kiểu gì anh cũng ngồi thường xuyên này. Đúng, nói thế thì cũng đúng. Đúng không? Đúng không? Đấy. Nhưng mà anh phải hiểu hơn cái sâu xa nữa chứ không phải tự dưng tôi lại chỉ ngồi đây. Anh Lê Khôi ơi. Dạ tôi đây. Tôi giới thiệu với anh nếu như mà anh muốn đổi con Audi sang một con khác thì tôi đang có một cái deal rất là ngon. Con gì anh? Okay, hỏi xe này là tôi chỉ biết là anh nhìn xa xa kìa. Hình như là có sao ấy? SUV. Con này anh có biết cấp xe con này ngoài shop rồi bán được một con. Ra xe là con thứ hai. Shop là bán bao tiền anh? Ok anh Khôi ơi. Khoảng anh nghe. 300 350 gì đấy. Cấp xe cho ID 46 giùm em đi anh, như hơi chậm đi đâu ấy. Ok. Xe bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Khoảng 300 350 ở ngoài car dealer anh ạ. Tùy vào độ thân mật mà trả giá. Ôi, con này đẹp hơn con Audi của anh ấy nhiều. Ừ, con này đẹp ấy. Nhưng mà em bán cho anh thì thôi, đằng nào thì anh cũng đến giúp đỡ bọn em nhiều. Em bán cho anh bằng 2/3 giá ngoài car dealer. Là con này 200. Ừ, 200. Anh ê từ nhá. 200 là với anh thôi nhá, anh đừng đi quảng cáo là em bán 200 là chết mẹ em luôn đấy. À không, con này tôi nhìn cái đầu rồi, tôi không thích cái đầu này. Trông nó không sang như đầu của Audi. Nhưng mà con này về độ chạy này, ôm cua này, rồi là phanh này, mọi thứ tuyệt vời. À, đi mấy cái xe đấy tôi chỉ cần cái dáng thôi anh ạ, tôi cũng chả cần phải xe xịn xiếc như nào cả. Thì anh cứ suy nghĩ nếu mà anh có muốn đổi xe ấy. À, tôi chỉ có mua thêm thôi, tôi không đổi đâu. À vâng, thì anh có muốn mua thêm ấy. À ok. Hay là, ê nhưng mà anh đã có một con hai chỗ nào chưa? Hai chỗ chưa, tôi đang định mua con ấy, con Audi
Mui Trần. Anh lên xe, ra gara gặp em. Kì. Ok, tôi có xe mà, anh đi đâu, tôi lấy xe gara đi. Gara 1. Ok nhá. Vâng, qua gặp em. Xe kia giống kiểu xe anh chip đi ấy thế nhỉ? Tí quay lại mà vẫn còn là... Chắc là tôi phải ra một xe đấy. Cảm ơn Sơn nhé, cảm ơn em, cảm ơn Sierra, cảm ơn các em nhé. Ơ kìa. Cảm ơn Sơn nhé, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn các bạn nhé, các bạn nào chưa follow tôi xin một follow nhé. Bạn dân thành phố như đi xe ngu hơn hay sao? Đừng lấy đường ra mà nhỉ. Chú Khôi béo ị mặt cười. Ơ kìa, chị mèo. Audi ấy. Khai ơi, báo cái bác sĩ video nhận về nha Khai. Rồi. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? 4 lốp. 180.000. 180.000 là trong car dealer á? Là em bán cho anh đấy anh trai. Con này được anh mua là bao nhiêu? Con này 450.000 bằng giá Audi. Bằng giá Audi luôn. Bằng giá mua trần Audi bởi vì nó cùng dòng với nhau mà. Nhưng mà Audi ấy là ở ngoài đường chạy rất nhiều. NPC ấy, anh hiểu ý em không? Hiểu. Là rất nhiều ở ngoài đường. Nhưng con này thì ở ngoài đường không có. Anh rẻ hơn được hơn một nửa tiền đấy. Đúng rồi, rẻ hơn nửa tiền. Nhà con này biển anh... xấu quá, biển 3 con 4 á. Chết à. Tử này đây. Nó là tứ bất tử anh ơi. Đâu, tứ bất tử, 3 con 4 mà. Mấy nữa độ xe vào là anh đổ biển số được. À thế à? Vâng, anh độ biển số được, anh mua biển số được. Con này mà con tính này cả... thì em chạy thì mượt cứt rồi. Em đi từ đầu đến giờ. Tôi nhớ, tôi biết là con này anh từng đi rồi. Dạ. Mà em ủ ấy, em không muốn bán cho ai, em đợi lên giá ấy, nhưng mà em thấy anh nói bởi vì em tình cờ là em có ấy, xong rồi anh còn muốn mua con Mui Trần thì đúng là tình cờ là em có thật. Ở cái mức giá nghe nó cũng có chừng hợp lý nhờ. Dạ. Mức giá đưa ra đúng kiểu mức giá người nhà, mức giá anh em đấy. Anh em đấy anh ơi, chứ nhưng mà anh đừng có, ví dụ anh không lấy hôm nay thì anh đừng về anh đồn anh rồi. Bảo Quang đang bán con Mui Trần mẹ 180 chúng mày qua mua đi chết mẹ em luôn. Lúc đấy anh nói con SUV bao tiền tôi quên mất luôn rồi này được chưa? Dạ. Đấy, dạ anh dạ. Yên tâm. Ừ. Vâng. Không con này cũng là một con mà kiểu dáng là dáng thể thao này, hai cửa Mui Trần này, thu ra đóng vào được này. Xong về sau mà đổi xe các thứ là đổi màu đổi nước rồi nâng gầm tăng cơ các thứ lên là con này về sau là ok này, nitro đi trước phóng nữa. Ừ. Em cũng tiếc vãi đái luôn đấy. Thế nhưng mà người nhà, tức là anh em người nhà em mới để bởi vì anh em người nhà đi thì cũng không tiếc lắm. Chứ người ngoài là em chắc là thôi em chẳng bán đâu. Ừ. Bởi vì nó cũng không nhiều tiền ấy, vì em không có thiếu xe. Đúng rồi. Nhưng mà thôi. Con này với mức giá là 180 là tôi nghĩ là hợp lý để bán cho những người mới đấy. Còn tôi chắc là vẫn mua Audi thôi. Ok à. À bởi vì anh ạ, tôi chuyển sang mảng sưu tập anh ơi. À ý là anh sưu tập Audi gì? Ừ, tức là tôi làm bộ sưu tập Audi. Chứ thật ra là okay. tôi cũng hiểu cái... Nếu thật sự mà tôi không mua con Audi kia là có khi là tôi cũng định tính là mua con này đấy. Cảm ơn vâng, anh nhá. Thì anh cứ mua Audi ạ. Vâng, thế em bán cho người khác cũng được. Sao okay. Cũng dễ bán thôi mà, con này nó cũng dễ bán. Thì em thấy anh thì em giới thiệu cho anh thôi. Đấy, lên xe tôi đưa về gara này. Ơ kìa, anh khinh thường em à? Không phải khinh thường mà tôi sợ anh cất xe luôn thì đi chung với tôi. À, không, em nhiều xe lắm. Úi da. Con này xe đua. Nhưng mà thôi con này thì người ta tranh chấp mua rồi. À thế à? Không, cũng không giới thiệu cho anh được. Vâng. Tự xem nào, tự. Hello everybody. Hello Kakai, hello Kakai. Yeah, khỏe chứ Long ơi. Tao lấy công việc nào đây? Trời, ai đây này? Em đây. À, Griffin à? À, sếp Khôi 30 năm à? Okay. Trời, anh em mỗi người một biệt danh. Mặc yếm dãi trước cửa, trước ngực kia.
sao em không thấy nhỉ? Thế anh nhìn thì thấy nó đang ở một cái áo trắng bên trong nó lòi ra ngoài á. Chắc em phải chạy về đổi lại. 15 quá. Cứ làm việc đây, làm khi nào kín xe thì về được không sao? Đang thăm ngàn anh. Thăm ngàn, thăm ngàn kẹt ngàn đi, đang lên đây kiểm tra cái mà đi một vòng mà kiểm tra có vấn đề thế này không à, Chris? Có anh ơi. Chuyện gì đây? Này nãy móc cúc mũi chứ em hoài. Ôi trời, khiếp thằng này bật thế. Long ơi. Dạ. Cứ bôi biết tự bôi vào người đi, bôi vào người khác đi. Có đâu, em có đang có bị đâu. Thôi đứng ra kia. Em cảm nhẹ, sếp sao sếp? Mẹ thằng này dơ. Như là Corolla đấy sếp ạ. Mẹ thằng này có mà Corona chứ. Long ơi. Dạ. Em có gia đình chưa nhỉ? Em chưa có gia đình nhưng mà em có người yêu rồi sếp à. Ai dạ thế. Sao thế? Thế thằng này nó không bị bệnh cô đơn qua rồi. Bữa nào sếp em với người em đi ăn, em sếp rủ người yêu của sếp đi chung nhá. Được, người yêu em tên gì em? Người em tên gì, sếp hỏi làm gì? Lại bé Huệ gì? Người yêu nó là Huy Trọng anh. Ui trời ơi, vãi cả bìu. Nhưng mà tối qua là em có nhắn tin với bé Huệ nói là không ngủ được tại vì nhớ sếp á. Bé Huệ bảo là ra khỏi thành phố rồi, bé Huệ đi tìm một nơi khác, bé Huệ sống rồi. Thì đó, bé Huệ đang kiểu tư về một ngôi nhà và hai đứa trẻ với sếp ấy. Ok, thằng kia là có làm ồn mọi người không? Yeah, không có sếp ơi. Nãy anh giờ đứng tập yoga không hả sếp? Tập yoga im lặng, tự nhiên giờ anh hát lên, sếp bắt anh ấy. từ từ khi thấy mình nói chuyện lại bật nhạc kiểu nó gây sự chú ý nhở? Thế ra kiểm tra người xem nó có gì không? Chắc chắn là có cái radio trong đít. Thằng này mà không có nhạc mà nhạc phát ra được cái đít thằng này nó phải là cái radio. U cá ra này có loạn nhỉ? Cá rồi, có trông xe sếp, trông xe theo cao rồi nên là ui. Mọi nhiều người cho nhiều người câu á. Trên đấy có vẻ vui đấy. Cái gì? Bên trái có. Sếp khôi mõm chỉ thích cưỡi mây thôi. Ơi, mẹ tôn độ không à? Đâu cái gì? Bên phải, ok. Có người đang chạy kìa, sếp thấy không? Đâu? Sếp thử kiểm tra con cái con màu cam em. Tại sao lại có người chạy nhỉ? Như kiểu vừa cướp xe ấy. Đây á? Ừ. Màu cam này á? Đây Camacho mà. À không, như không, là không, vừa... Đây Michael mà. À không. Thôi hình như là vừa mới tông xe đạp sao ấy. Thấy ông ấy chạy bộ kìa. Tông đoạn nào mới được. Bạn cứ làm ngược lại lời anh Khôi là có người yêu nhé. Ờ kìa, điên à? Phải làm theo lời anh chứ. Có người yêu à, người yêu làm cái gì đấy rất là khó. Người ta bảo rồi, theo tình thì tình chạy, mà trốn tình thì tình theo. Đấy, thế là phải đi trốn đi, đừng có đi theo. Như tôi là tôi trốn mấy năm nay chứ không người yêu. Anh chưa làm con Camacho. Có đi cày đâu mà mua Camacho phí. Sếp làm đi, rồi sếp cho thuê cũng được mà. Nhưng mà phí chứ. Ui, trên này có bị chọc rồi, cho bỏ đi. Mày thắt dây an toàn đi, tao cho mày xem cái này. Xem lại bài tiếp à? Úi xổ ơi. Một lần duy nhất. Lần trước anh bay không có mày, mày nghĩ là anh gà. Đây, đoạn trên nữa, sao sếp? Cái... Ôi trời ơi. Sao nhầm đường rồi? Từ từ ngồi im, tao lái vào trong. Cái... Bay lên đi, bay lên. Cái tên à? Tao xin Huy chọc cho đi nhờ về vậy. Cảnh sát trưởng cho tôi mượn chìa khóa xe con này đi. MN bảo A nghiệp vụ không điểm A lại tự ái mặt mếu cảnh sát chỉ để tấu hài thôi A ơi. Anh không muốn đi thử à? Tôi thử cho anh xem luôn. Để tôi chứng minh cho anh nghiệp vụ. Thôi anh ơi. Anh ra đi. Để tôi đang có đứng bên này một xíu. Nghiệp vụ tôi đỉnh mà. Thế sao anh đợi nhá, chúng tôi về lấy con xe khác, chúng tôi lên giá anh nhá. Ok. Ở đấy đưa chị vào xe. Ok. Ok, sao chết cơ? Sao lại cứ ở đây tình thoảng lại có người lăn ra đây hy sinh nhỉ? Thì không ăn không uống gì thì chả. Đưa chị qua xe đây. Đưa cho quay rồi. Đưa chị qua xe đây. Rồi ok, em về em lấy xe. Đưa chị qua xe đây.
anh cạnh xe đúng không? Anh bạn trên mà sếp. Trời ơi. Đây này, nó là cái này này đúng không? Không không, cái này sếp mà đi móc đầu xe là đây. Đây 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 đây. Sếp cẩn thận phi phải cái cột đấy. Ok ok, ta bên đâu. Đẳng cấp, người ta đẳng cấp, người ta kinh nghiệm mà. Sếp lấy, ôi, lấy đà nhiều quá. Sếp quá lấy đà rồi. Chào anh Khôi không có người yêu nhá, lêu lêu mặt cười. Ở xe bay, xe bay, có chỗ mới, chỗ mới. Chỗ nào? Kìa, sếp sẽ thấy cái tấm trước mặt không? Đâu? Đấy, mấy cái nhô nhô lên kìa. Không, không đủ tấm, không 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 đủ tốc, không đủ tốc để phóng. Thế này không đủ đà đâu. Ừ, nó bay ngắn, nó bay ngắn. Cái chỗ mà thắt dây an toàn đi, thắt dây an toàn đi. Đừng nói gì cả, chỉ cười thôi em ơi. Ơ kìa. Ôi trời, tôi xong rồi. Ui rồi, ôi thôi xong rồi. Nhưng mà đỉnh không, đỉnh không, đỉnh không. Xe vẫn đi được tiếp này, đỉnh chưa? Đi một xíu nha chị. Đỉnh chưa? Nghiệp vụ bằng mấy? Sao em thấy nó khác? Như nào, như nào? Mẹ xe đi ầm ầm luôn này. Đấy, mày thấy chưa? Không hỏng góc tí nào vẫn đi ầm ầm mà. Có thật là không hỏng không sếp? Không hỏng, anh đi bình thường mà, mày bị lỗi hình ảnh đấy, mày nhìn đấy. Mày ping cho anh cái điểm về cái. Ping ping cho anh cái đường về đội cảnh sát đấy. Đấy, anh cứ đi thẳng đấy. Ôi ôi ôi. Bình thường chưa? Thấy bình thường chưa? Ping cho anh cái đường về cái. Đây, anh cứ đi dễ trái cái. Anh đi, mặt đi, ta đi. Chạm nhau. Chị muốn đấy, em đi thật lâu. Đi rồi em ơi. Gọi AK đi.